Ơn Đức Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Ngay sau đây chúng con xin phép trở lại chương trình phần vấn đáp câu hỏi ngày hôm nay. Và trên tay của con đang cầm một câu hỏi rất là dài, phun hai mặt luôn ạ. Thì sau đây con xin phép được tóm tắt ngắn gọn câu hỏi. Đây là câu hỏi của nhóm Cộng Tu Tuệ Đức ạ. Con xin được tóm tắt câu hỏi như sau. Dạ, ban hộ niệm nhóm Cộng Tu Tuệ Đức, chúng con xin thành tâm sám hối vì vừa rồi chúng con đã nhận một ca hộ niệm không như lý như pháp. Đây là một ca hộ niệm của mẹ của một vị đồng tu trong nhóm. Khi hương linh tắt hơi được 2 giờ thì diễn ra một sự cái hiện tượng, đó là cháu ngoại của hương linh đã bị nhập thân. Cháu là một cháu trai học lớp 12. Khi nhập thân thì cháu nói thều thào rằng là mẹ mất được 2 giờ rồi, các con đừng sát sinh hại vật nữa, hộ niệm cho mẹ rồi ra khỏi thân xác. Và để làm rõ cái sự việc này thì con nghe mẹ cháu nói rằng là khi còn sống, hương linh cụ này là rất mong muốn được mời hộ niệm, tuy nhiên thì do con cái không đồng ý nên việc mời hộ niệm không thành công. Và người cháu này rất là bức xúc vì việc này, bởi vì tâm nguyện của bà đã không được thực hiện. Và khi bà mất thì người cháu này có phát nguyện tụng kinh A Di Đà. Và sau khi tụng kinh xong thì phát nguyện rằng là cho bà nhập mượn thân xác để nhập thân, để nói lên tâm nguyện của mình với con cháu. Thì khi phát nguyện như vậy xong thì đã diễn ra cái sự việc như con vừa kể ở trên. Thì con xin được kính hỏi tới cư sĩ Phúc Trí, là hiện tượng nhập thân của khi mà người bệnh lâm chung có thường gặp không? Nếu gặp phải thì chúng con nên xử lý như thế nào? Việc người cháu cho vong linh bà mượn thân như vậy là quá mạo hiểm, có nên hay không? Và ban hộ niệm của chúng con nhận ca lâm chung không đúng lý đúng pháp như vậy có bị nhân quả không? Con kính xin cư sĩ từ bi giảng nói để chúng con hành đúng lý đúng pháp, để đời này chúng con cũng có phước phần vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ạ. Con xin thành kính tri ân cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni từ bi tham gia chứng minh. Con kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta nghe những cái chuyện này ấy, thì ngày xưa con nghe nhiều lắm rồi. Thì những trường hợp này sau này toàn bộ là gặp chướng ngại. Thứ nhất, nếu như bà mà nhập được vào cháu nói những điều đó, mà trong đời bà lại muốn được tâm nguyện niệm Phật hộ niệm vãng sinh, làm được điều đó tại sao không niệm mà đi Tây Phương đi, việc gì mà phải nhập vào với nói? Chúng ta có hiểu ý này không? Nếu như mà sáng suốt, tỉnh mà nhập vào đòi nói những cái điều đó, sáng suốt minh mẫn như vậy, tại sao không niệm Phật mà vãng sinh tịnh độ đi, mà còn phải về là phàn nàn đủ thứ như vậy, phải chịu khổ như thế? Hôm nay con chỉ ví dụ chúng ta hôm nay này, lâm chung tắt thở, nếu nghe được câu Phật hiệu thì đi luôn đi, chứ còn phải nhập vào xong rồi nói ra những cái khúc mắc của mình, nói ra những cái phàn nàn của mình. Chúng ta dại thế, ở lại mà chịu nạn à? Phải đi luôn đi chứ. Nên Hòa Thượng nói câu, cái trường hợp con gặp nhiều lắm, con gặp ở ngoài ấy, chứ không phải là con gặp những trường hợp đó, trường hợp những người đến hỏi những điều đó ấy, nhiều lắm. Hòa Thượng có nói là thời nay là chúng ta tu hành cẩn thận rằng quỷ thần sẽ lừa gạt chúng ta. Nên Ngài nói là gì? Đáng thương nhất là thời nay quỷ thần sẽ lừa gạt. Nên Ngài nói là pháp nhược ma cường. Nên thời nay hiện tượng đó là nham nhảm. Nên Ngài bảo đừng để họ lừa. Trong quá khứ con đã có mấy người đến hỏi. Có một người em trai vừa tai nạn xong thì đến hỏi con rằng lúc đó em trai mới nhập về một người và nói rằng là hẹn tháng sau vào ngày này giờ này sẽ tiếp tục hiện về và nói những cái điều. Thì đến hỏi con bảo chẳng phải em chị đâu, đấy là bị lừa rồi. Chị không tin, đến ngày giờ tháng đó em đã vạch chân tướng đó ra, chị thử chờ xem họ có dám hẹn ngày giờ đó có nhập nữa không. Chờ bao lâu cuối cùng chẳng thấy đâu cả.
là vì mình đã nhận ra cái chân tướng sự thật. Vì đối chiếu lời Phật, lời Tổ thì hoàn toàn chúng ta đừng có tin những điều đó. Chúng ta tu hành chưa khai được nhãn, chưa chứng được quả nên dễ bị mắc lừa. Chỉ chúng ta thử khai thiên nhãn xem, đố bảo dám lừa đấy. Nhìn là biết đúng không ạ? Ta không có được thiên nhãn thì hãy nhìn vào kinh điển là Pháp, lấy Pháp ra để đối chiếu. Họ sợ lắm. Ví dụ, trong quá khứ cũng là một người thường nhập về nói là ta là ông tổ của họ này, nên phải đáp ứng nọ, đáp ứng kia. Con bảo với họ là ông tổ gì mà hành con cháu khổ thế? Ông tổ thì phải thương con, thương cháu chứ sao ông tổ hành con cháu khổ vậy? Nên con bảo với họ là đừng có tin đó là ông tổ mình nữa. Từ đấy về sau đến mãi mãi bao nhiêu năm chẳng thấy ông tổ hiện về nữa cả. Là vì lộ chân tướng mà. Có những người nhận là gì? Tôi là ông, là tôi là chú ruột của người này. Đến hỏi con bảo chú ruột gì mà ác vậy? Để cho cháu mình điên điên khùng khùng mấy chục năm nay gọi là chú ruột sao? Từ đấy thì không dám nhập vào thân người đấy nữa. Là vì gì? Nhìn thấy sự thật đó, làm gì có chuyện chú ruột mà hại cháu mình đến thê thảm vậy? Nên chúng ta đừng có mắc lừa. Cái điều thứ nhất, chúng ta đừng có để tâm vào đấy. Điều thứ hai là phát nguyện mượn cái thân ấy, coi chừng một lần mở ra được thì sẽ mở ra lần thứ hai. Nên những người mà tu mà dùng lực lùng trưởng mà mở luân xa hay là mở huyệt đạo ấy, phải cẩn thận đấy. Là mở những cái cửa đấy cho họ vào là chúng ta cẩn thận đấy. Thì trong quá khứ có người tu như mình này, và nhìn thấy tất cả cảnh giới trong ba đường khổ, họ khổ quá. Bắt đầu mới phát một cái tâm là gì? Tôi muốn cứu độ các bạn và tôi muốn làm cho tất cả các vị trong đường địa ngục. Đấy, cái người đó họ phát nguyện không phải con nhưng là gì? Cho mượn một cái cánh tay để cho họ nương ở cánh tay đó mà tu hành. Thế là sau một thời gian, cánh tay người nó cứ càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, 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 đến lúc mà dư là tạ nó rơi xuống, mà chỉ muốn chặt đi cánh tay của mình thôi. Con bảo sao dại thế? Thân phàm sao cứu được mà dám cho người ta nương? Nên một lần nương thì có thể lần thứ hai. Nên không bao giờ chúng ta được mạo hiểm như vậy. Nếu như vậy, đến lúc lâm chung dễ bị mượn thân mạng này lắm. Mà đã mượn thân mạng rồi thì không ai cứu được đâu. Lúc đó có hộ niệm cho cục thịt mà thôi. Nên từ nay về sau con dặn tất cả những người đồng tu, tuyệt đối không được tin đó là ai cả. Hòa thượng nói là tất cả những lời nói họ nói ra chỉ là những lời tham khảo và chúng ta đối chiếu với kinh Phật. Nếu đúng thì chỉ là tham khảo, còn ngoài ra không được tin. Đây là Hòa thượng dặn đấy. Vậy chúng ta từ nay về sau không ai được hiếu kỳ, không ai được tự ý cho mượn thân xác. Hãy cẩn thận, không là lúc ra đi mất cái thân mạng này. Lúc đó hộ niệm vô ích mà thôi. Nên đừng ai hiếu kỳ, nhất định thấy hiện tượng là không được đồng ý cho họ mượn. Nhất định từ nay về sau. Và nhất định những người nào hay bị nhập thân, chúng ta phải cẩn thận. Những người nào đây? Người này bị nhất này. Người ích kỷ, chỉ suốt ngày nghĩ cho mình thôi, không nghĩ cho người. Hòa thượng nói người này nhất định dễ bị nhập. Đấy là người mà thường có tâm ích kỷ nhỏ, tâm lượng nhỏ. Và cái người thường duyên với cảnh giới tâm, cảnh giới âm. Nên chính vì vậy dễ bị mượn. Vậy hôm nay chúng ta muốn tránh được về sau thì bắt đầu từ hôm nay không đồng ý bất kỳ gì cả. Tuyệt đối nhờ đừng ai hiếu kỳ cho mượn thân này nhá. Đừng ai hiếu kỳ duyên với cảnh giới âm đó, để sau này chúng ta đỡ bị mượn cái thân mạng lúc nằm xuống đấy. Mà đã nằm xuống bị mượn rồi thì không hộ niệm được đâu. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ tiếp theo là cần khi mà bị như vậy thì giải quyết thế nào. Trong một lần con đã đi nhận một ca, hai ca. Có những trường hợp không phải khi nhận với bị, mà cái người trong gia đình là
thường xuyên đã bị người khác mượn thân rồi. Và người nhà có được người bệnh và nhờ chúng con đến nhận ca hộ niệm. Thì vì thường ngày là đã bị rồi mà. Thì hôm đấy là gặp, hôm đấy chính con lên hộ niệm là nhận ca. Thì có cả gia đình ngồi đấy, con đang chia sẻ, thì người đó bắt đầu khóc, bắt đầu hiện tượng nhập thân như ngày hàng ngày. Con mới nói là gì? Nếu quý vị mà nghe, ngồi yên mà nghe, còn quý vị quậy, quý vị ra khỏi phòng, con không giải quyết, con là quý vị thấy tốt, thì ngồi nghe mà niệm Phật, con không để ý, con không giải quyết. Còn nếu quý vị mà quậy ấy, thì đi ra khỏi phòng, bắt người nhà phải đưa xuống chứ, làm gì có chuyện để ảnh hưởng đến việc mình đang làm. Sau khi nói vậy phát ngồi im không thấy gì cả, đến giờ thì không bị nhập lại. Vì sao? Chúng ta hãy cẩn thận. Khi chúng ta làm một việc đó, một đến ca thứ hai có thể là đúng, nhưng bắt đầu từ ca thứ ba là chư vị trong pháp giới, họ biết ta là để tâm vào việc đấy, bắt đầu họ sẽ lừa chúng ta đấy. Họ sẽ liên tục đến các nơi để họ nhập vào thân xác và để cho chúng ta điều giải, và chúng ta không còn để tâm vào cái việc chính nữa. Sau khi chúng ta điều giải xong thì họ lại rời khỏi thân, sau họ lại đến một chỗ khác, họ lại tiếp tục chính là họ tiếp. Chúng ta biết để làm gì không ạ? Cái này con đã cảnh báo mười mấy năm trước, là họ để cho chúng ta khởi một cái tâm là cống cao ngã mạn, nghĩ là mình có tài, mình có thể điều giải chư vị trong pháp giới đó. Một niệm đó khởi lên là coi như xong rồi. Hòa thượng nói là một ý niệm khởi lên mình không, mình tài giỏi hơn người khác, mình có thể làm được việc này. Ngài bảo tất cả công đức từ ngày mạch đầu trong đời này mình tu nhá, gần như tan biến hết không còn nữa đâu. Nên chỉ cần một người nào hôm nay chỉ cần khởi lên, ta là người ngon hơn thiên hạ, ta là người tu tốt hơn người khác, ta là người tu giỏi, ta là người gọi là hơn mọi người. Một niệm này Ngài nói nhất định tiêu tan hết công đức. Đây là cái bẫy chúng ta phải cẩn thận. Nên chính vì vậy mà bao nhiêu năm nay gặp trường hợp này con không cần giải quyết. Con là một thì ngồi im một chỗ mà nghe, hay là im một chỗ mà ngồi niệm Phật đi. Hai là quý vị xuống đi, ra khỏi phòng. Hai cách giải quyết nhanh lắm, đúng không? Chẳng phải để tâm vào đấy. Một là họ ngồi im, hai là họ phải ra thôi, ra khỏi phòng thôi. Tại vì thế có người kéo xuống, việc gì mình phải để tâm vào đấy. Như vậy giải quyết rất là nhanh gọn, và không bị mất thời gian, và không bị mất đi cái việc chính của mình. Chứ nếu không là sau này họ cứ làm cho ta giải quyết việc phụ, mà việc chính ta không giải quyết. Việc chính của mình là gì? Là hướng dẫn người bệnh niệm Phật cầu sinh cực lạc mà. Nên con đi các nơi, các ca là con chỉ làm việc chính thôi. Còn con thấy việc bên cạnh con làm ngơ luôn, làm ngơ qua như không biết gì cả. Thế là hết làm nũng mà. Giống kiểu một đứa trẻ ấy, khi nó khóc, nó làm nũng, mà mình cứ để tâm vào nó thì nó càng làm nũng. Nhưng ta làm ngơ đi, đúng không ạ? Ví dụ như con bảo là trẻ mà khóc, gặp con là gặp họa rồi. Ví dụ gặp con là gặp họa rồi, vì sao? Khóc à? Con những không buồn, mà mặt con còn vui hơn lúc nó chưa khóc. Bảo khóc nữa lên, vui quá. Đúng không ạ? Từ đấy nó không còn cách nào để nó làm nũng được nữa. Là nó im tin thít luôn. Đấy là, con nói là trẻ, nó thường là, nó làm như vậy mà. Để gì? Để nó lừa mình mà. Nhưng mà gì? Mình biết được rồi, mình biết đứa trẻ nó như vậy rồi. Còn lâu lừa tôi. Đúng không? Nên trẻ gặp con mà khóc như vậy là gặp họa rồi. Con bảo gặp họa rồi đấy. Con bảo vui quá khóc tiếp lên, khóc to lên nữa đấy. Thế là lần sau gặp con đủ dám khóc. Đúng không? Lần sau gặp là nem nép ấy chứ. Vậy hôm nay chúng ta biết rồi, tất cả chỉ là gì? Là chúng ta phải cẩn thận. Không là chúng ta đi vào con đường đó, là sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều chuyện, và đi đâu chúng ta sẽ bị. Đây là một trường hợp mà vi tế chúng ta phải hết sức cẩn thận cho con. Nhớ con dặn lần sau nếu có việc như vậy không cần giải quyết. Một là bảo ngồi đấy mà niệm Phật mà nghe, cùng điều giải chư vị pháp giới là chúng ta đang hộ niệm đấy. Ngồi mà niệm Phật mà đi. Hai là đi ra ngoài đi,
tôi không giải quyết đâu. Đấy là cách mà chúng ta giải quyết nhanh. Trường hợp tiếp theo thứ 4 là hỏi là vậy nhận ca như vậy có chịu nhân quả không? Thì con xin thưa rõ ở đây, chúng ta phải chia ra. Nếu là người thân quyến thuộc của đồng tu, nếu là bạn đạo, thì những trường hợp ví dụ mà người thân bị như thế, thì chúng ta nói rõ ràng luôn là đây là do tình cảm, đây là do bạn bè mà đến giúp nhau. Còn đây không phải là hộ niệm, mà đây chỉ là đến niệm Phật để hồn phước hồi hướng cho được một chút nào hay tí đấy. Còn giải thích cho gia đình biết là nếu hộ niệm thì không phải như thế này. Nhưng nếu chúng ta không giải thích để cho người ta hiểu nhầm hộ niệm là như vậy, thì chúng ta phải gánh hậu quả đấy. Là sau này người thân quyến thuộc họ hàng hàng xóm, họ tưởng là hộ niệm là chờ chết mới gọi, thì hậu quả này ta phải chịu trách nhiệm đấy. Và sau này chính ta phải gánh cái hậu quả là ta chết rồi, lúc đó người thân quyến thuộc của chúng ta cũng mới gọi ban hộ niệm đến, gọi là nhân nào quả đó mà. Nên hôm nay cái trường hợp mà nếu đồng tu nhá, đồng tu của ta ra đi thì nhất định ta phải làm hết mình, đến lúc nào gia đình đòi thì thôi. Còn người nhà của đồng tu, nếu trường hợp như vậy thì không thể lôi đạo tràng đến được, mà chỉ là những nhóm mà thân thiết là thường ngày qua lại chơi với nhau, thì nhờ những người đó đến để giúp đỡ niệm Phật thôi. Và có giải thích đây chỉ là đến giúp đỡ, và chúng ta giúp được bao nhiêu thì giúp, thời gian bao nhiêu thì làm, chứ không phải quy định là bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng nếu đồng tu mà ra đi, ví dụ các cụ ngồi đây mà đột ngột ra đi hay bất kỳ điều gì đó, thì chúng ta là đồng tu phải hộ niệm trợ duyên đến khi nào tối đa thì thôi, gia đình đòi thì thôi, chứ không phải là bỏ chừng ra về. Ví dụ như thế thì đến lúc gia đình vào cho là đến thời gian này thì mình sẽ làm cho tối đa để khi nào mà an toàn cho người bệnh. Một trong hai trường hợp, nếu người bệnh an toàn rồi, người ra đi an toàn rồi, ta có thể về. Hai là trường hợp gia đình cho đến đoạn nào đấy là ta sẽ về. Nghĩa là một trong hai cái đó đến trước thì ta sẽ ra về. Vậy thì chúng ta yên tâm rằng là tất cả những trường hợp mà không đủ điều kiện thì ta bao giờ cũng phải nói cho gia đình, cho người thân một hai lần rằng nhắc đi nhắc lại, đây chỉ là do tình cảm mà đến giúp, còn pháp hộ niệm không phải như thế này, để cho họ nhận ra để sau này không hiểu lầm về cái pháp hộ niệm. Thì mong cho tất cả chúng ta sau này là hành hộ niệm làm sao cho tốt, để sau này có kết quả là cuối đời lâm chung ta được cái quả tốt và tỉnh táo lúc ta ra đi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, xin đại chúng như một tràng pháo tay thật là to hơn nữa để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí đã từ bi chia sẻ, để cho chúng con hiểu rõ hơn về những trường hợp như thế này. Và vừa rồi cư sĩ Phúc Trí có nói là nếu như đồng tu mà đang cộng tu cùng với nhau, chúng ta phải hộ niệm tối đa. Vậy kính xin cư sĩ Phúc Trí chia sẻ cho chúng con rõ tối đa là bao nhiêu. Nếu như mà 30 tiếng vẫn cứng, 50 tiếng vẫn cứng, 72 tiếng vẫn cứng, thì chúng con vẫn phải ở lại tiếp, phải không ạ? Bởi vì cư sĩ vừa có nói rõ là hộ niệm tối đa, nhưng con không biết cái tối đa đấy là bao nhiêu, và bao giờ gia đình đuổi thì thôi ạ. Vậy thì con cần xin câu trả lời của cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, kính thưa toàn thể, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni và đại chúng, là đồng tu đã tu với nhau thì con xin thưa rõ là gì? Tối đa ở đây khi mà người bệnh, người thân ra đi ấy, là đồng tu này này. Con vừa nói hai trường hợp. Một là gì? Là gia đình đòi. Hai là niệm tối đa. Thì trong nhà nước pháp luật cho phép là 48 tiếng từ lúc bắt đầu tắt hơi, và 48 tiếng phải rời di quan ra khỏi nhà. Đây là luật pháp của Việt Nam quy định. Vậy thì mình làm trong giai đoạn tối đa là gì? Hỏi gia đình là bao giờ làm đám như vậy, và tối đa để cho phép chúng ta làm đến thời đó thời gian. Có nghĩa là gì? Không được quá 48 tiếng. Ví dụ người nhà họ bảo là chúng tôi còn chuẩn bị một ngày, hoặc là 24 tiếng là phải khâm liệm rồi đủ thứ, thì mình niệm tối đa là 24 tiếng. Còn người nhà họ bảo là gì? 12 tiếng. Vì đồng tu chơi với nhau, biết nhau rồi, thì khi mà đang gặp họa như vậy,
mà người nhà họ tha thiết họ muốn như thế, mình giúp người thân của chúng ta, là cái đồng tu của chúng ta, thì chúng ta có thể niệm từ 36 đổ lại, ví dụ vậy. Nhưng mà đa phần, con xin thưa rõ là đa phần là chúng ta người thân vì chưa hiểu đạo, nên chính vì vậy mà chúng ta nhiều lắm cũng chỉ được thường được 24 tiếng nếu mà gia đình đột ngột như thế. Vì đã đột ngột hoặc là ra đi như tình trạng đó, thì con xin thưa là đa phần vào những gia đình là chỉ có người đó biết tu, và những người kia chỉ là loanh quanh một chút thôi, nên họ không bao giờ để cho lâu được đâu. Nên chính vì thế mà thường là có những gia đình là người nhà đòi là 12 tiếng họ đòi rồi thì 12 tiếng mình trả, còn đa phần thì là 24 tiếng. Còn nhiều lắm như dạng như cô Hà trước ấy, thì chúng ta phải có 36 tiếng đổ lại thôi. Nghĩa là đấy, cô là người dẫn chúng trưởng tràng. Vậy hôm nay là con nói đây để chúng ta biết là quy định của luật pháp là chỉ có 48 tiếng thôi, là từ lúc tắt hơi cho đến lúc mà ra khỏi nhà là di quan là 48 tiếng. Vậy chúng ta tùy vào việc mà với gia đình như vậy thì chúng ta bàn tính để giúp đồng tu chúng ta, chứ không phải là mà 3 ngày 3 đêm hay 1 tuần thì không có được thời gian đó đâu, là vì đó là pháp luật chỉ cho như thế thôi ạ. Dạ, A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật, con xin đại chúng một tràng pháo tay thật lớn ạ, lớn hơn nữa ạ, để cảm niệm và tri ân câu trả lời vừa rồi của cư sĩ Phúc Trí ạ.